Chào các bạn, hôm nay mình sẽ cho các bạn xem luôn món hàng từ Shopee mình vừa mua nhé. Món hàng có đề luôn là hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay. Vâng, và mình sẽ cốt hết nhé. Vì họ đóng cũng khá là chắc chắn. Rất là nhiều shop mình mua đồ ăn nhé, rất nhiều đồ ăn luôn. Thứ nhất là mình rất là thích đậu nước tương đậu nành của hãng Nam Dương này. Đây là chai loại nhỏ nhá, nhưng mà ăn nhỏ ăn hết luôn xong rồi là lại mua chai khác thì nó cũng tiện lắm. Đó. Dầu ăn thì mình thích dầu hãng Neptune. Nhưng mà đúng lúc nó đang sale á, thế nhiều khi là nó cũng mắc lắm, hơn 50 một ký, à 1 lít, hơn 50 ngàn 1 lít cơ. Thế ngoài ra thì shop đóng gói rất là cẩn thận. Mình cũng có được biết là được tặng quà. Đấy, tặng quà cho mình Milo này. Tặng luôn. Mua dầu ăn thì được tặng Milo. Đây. Và tất nhiên là mua bột nữa. Milo loại nhỏ nhá, rất là nhiều bạn nhỏ chắc chắn là thích rồi. Thế mà mình sẽ cho các bạn xem luôn. Đây là các loại bột. Thì mình bột để làm muffin, làm bánh các loại. Mình cũng mua luôn loại này. Đấy, để luôn là bột mì bánh bông lan. Nó tại sao lại là bánh bông lan? Vì nó chỉ có protein, nó chỉ có 8 thôi. Đây. Hàm lượng đạm protein 79 nhá. Nên là rất là nhẹ. Ngoài ra thì mình có mua thêm cho nui. Nui cao cấp của May Dần luôn. Cái nui xoắn này thì nhà mình rất là thích ăn, thậm chí lại còn thích ăn hơn cả nui ống nhá. Thì mình cũng mua. Ví dụ cái này ấy, khi bạn luộc xong bạn cứ ngâm ở nước nóng. Ngâm ở nước nóng thật lâu thì nó sẽ chín kỹ hơn. Thế còn ngoài ra thì họ tặng cho mình một cái túi này. Cái túi này cũng hay lắm các bạn. Nhựa rất là tốt của Neptune nhá. Có cả cái cài luôn. Đeo vai. Nhưng mà tất nhiên là nó màu trong như vậy thì cũng ngại lắm. Vì nhiều khi nữ có nhiều đồ mình không muốn người khác coi á. Nhưng mà mình sẽ phải để thêm một cái túi vào trong này. Chẳng hạn như vậy. Nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình video tiếp theo nhé.